Bây giờ tôi sẽ thưởng thức để mời các bạn thưởng thức cùng với tôi. Đây là một cái món này là gọi là món ăn vặt. Ăn giòn ngon lắm các bạn ơi. Chua chua, ngọt ngọt, cay cay. Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một món gân bò trộn với cả cóc lon. Đây là quả cóc lon này. Đây là gân bò nha các bạn, mà nếu mua được cái loại gân trong ấy thì nó sẽ ngon hơn. Nhưng hôm nay gân trong thì các bạn phải lên nhớ là phải đặt trước thì mới có, còn không đặt là cũng là không người ta giao hết cho nhà hàng đấy. Kèm theo thì có hành lá và sả, ớt, tỏi, gừng, muối hạt, giấm, bột ớt, nước mắm và đường. Đây, tôi cho gân vào trong xoong để tôi luộc. Các bạn nhớ là tôi sẽ luộc trong vòng 30 phút. Tôi cho một chút muối hạt vào đây. Và các bạn nhớ là hành này chỉ lấy đầu hành thôi các bạn ạ, chứ không lấy lá. Đây, tôi cho đầu hành vào. Đấy, trong khi đợi gân bò chín thì tôi đi thái cái quả cóc này. Nhớ là quả cóc lon thì các bạn thái cả vỏ để cho nó giòn. Tôi thái 5-4. Đấy các bạn ơi, tôi đã thái xong cái quả cóc. Bây giờ tôi thái đến gừng, tỏi và ớt, sả. Bây giờ tôi sẽ thái sả trước, sả để tôi thái khoanh. Đây là sả tôi đã thái xong, tôi để gọn một góc. Các bạn thái gừng. Đấy, tôi để gọn một góc. Tôi làm đến coi như thế tỏi và ớt. Bây giờ tôi thái đến ớt. Đây, ớt tôi đã băm vụn rồi. Bây giờ tôi sẽ làm lược sốt nha các bạn nha. Thì tôi phải cho hết các cái gia vị này vào. Ở đây là ớt quả tôi băm nhỏ nha. Đây, và tỏi. Đấy, gừng đây các bạn nha. Đấy, các bạn cho sả vào nha. Đấy, các bạn cho giấm, tôi cho 2 thìa giấm. Tôi cho 2 thìa nước mắm. Đây là đường, tôi sẽ cho 2 thìa đường. Ta cho bột ớt nha. Vì có ớt quả rồi thì các bạn cho ớt bột nó cũng vừa phải thôi. Chút nữa là tôi sẽ thái thịt xong, tôi cho thịt vào trong này và tôi sẽ trộn nước sốt lên. Đấy, tôi đun sôi được 30 phút rồi các bạn. Đấy, các bạn nhớ nè. Bây giờ tôi sẽ vớt ra. Các bạn vớt ra cho luôn vào bát nước lạnh để cho cái gân bò này nó có cái độ giòn. Các bạn ngâm luôn vào cái bát nước lạnh này thì lăn đều. Tôi đã để cho nó ráo thịt rồi. Bây giờ tôi sẽ để bên thớt đây để tôi thái. Đấy, tôi đã thái xong rồi các bạn ạ. Đây, tôi sẽ cho vào cái xoong này.
Đấy, xong inox để tôi trộn cho nó hợp lý. Đấy, các bạn cho hết cóc vào đây. Và các bạn cho hết thịt bò vào đây, gân bò vào đây. Đấy, gân bò rất là ngon. Bây giờ để tôi tưới. Đấy, trộn đều lên các bạn nhé. Tưới nước sốt vào xong để ta trộn thật đều. Khi các bạn cho hết nước sốt vào đây, các bạn nhớ là trộn đều. Sau đó các bạn để từ 15 đến 20 phút để cho cóc với cả gân bò này nó ngấm màu với nhau đã. Nó ngấm màu nước sốt này thì ta dùng nó rất là ngon. Đấy, bây giờ các bạn nhớ là đảo cho thật đều. Tôi sẽ múc lên đĩa nha, vì tôi đã ngâm được coi như thế là 20 phút rồi. Tôi đã làm xong gân bò trộn với cóc lon. Bây giờ tôi sẽ thưởng thức để mời các bạn thưởng thức cùng với tôi. Đây là một cái món này là gọi là món ăn vặt. Mà cái món này thì có thể là làm đồ nhậu, vẫn là hợp lý. Ăn giòn ngon lắm các bạn ơi. Chua chua, ngọt ngọt, cay cay. Ăn rất ngon. Thơm mùi xả, mùi tỏi, mùi gừng. Tuyệt vời đấy các bạn ơi. Đúng chả chắc rằng món này các bạn trẻ ăn thì rất hợp. Tôi sẽ thử cái miếng cóc. Miếng cóc thì chua quá các bạn. Chua chua. Chúng tôi mà bây giờ có tuổi mà ăn cái của chua này chua quá là khó ăn. Nhưng nó cũng không chua quá đâu các bạn ạ. Hôm nay tôi làm một món này tôi ăn. Tôi thấy không chê được điểm nào, phải nói tuyệt vời là ngon đấy các bạn. Làm lại không tốn nhiều thời gian mà mình làm lấy, vừa đảm bảo được vệ sinh. Thế là gia đình mình ăn hoặc là các bạn mình ăn mà yên tâm luôn. Đơn giản nhưng lại rất là ngon mà lại rất là hợp khẩu vị. Có lẽ bạn nào ăn cũng thích. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Các bạn muốn làm cái món gì riêng tư thì các bạn để dưới phần bình luận, tôi sẽ tiếp thu và làm tỉ mỉ cho các bạn để thấy nhé. Còn bây giờ tôi xin chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin cảm ơn.